Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà giày Dosi. Ngày hôm nay thì nhà giày Dosi tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo phông sale đồng giá là 100k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ưng bán hàng xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà giày Dosi tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà giày Dosi là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà giày Dosi giới thiệu đến quý chị là một thiết kế áo phông chất thể thao đến từ thương hiệu Champion. Em này sẽ có mã là A348 với chiều dài là 63 và ngang là 50. Chiếc này sẽ là size L cho quý chị có cân nặng xung quanh từ 65 đến 70kg, hoặc là bình thường quý chị chúng ta vẫn mặc size L thì các bác có thể là yên tâm lựa cho em này. Về mình mặc vừa vặn thoải mái luôn, chất thể thao dày dặn này và mặc thoáng mát thấm hút mồ hôi tốt. Em này thì độ mới rất là cao, mình sẽ có một vài các cái thiết kế hình in ở phần tay áo này cũng như là tên thương hiệu được in ở trước ngực áo. Mã sản phẩm là A348, mặt đằng sau thiết kế trơn. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này cũng là một con áo chất thể thao luôn, một thiết kế chính hãng của thương hiệu Hummel. Mã sản phẩm là A349 với chiều dài là 71, ngang là 50 và vai là 45. Chiếc này thì cũng là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Mà đằng trước mình có tên thương hiệu cũng như là logo thương hiệu này in ở trước mặt áo. Em này thì độ mới rất là cao, các bác cứ yên tâm, những cái dòng áo chất thể thao như này mặc rất là thích và cái độ bền của sản phẩm cũng rất là cao luôn. Cái tông màu xanh than này cũng nằm trong top những cái tông màu được quý chị chúng ta yêu thích cũng như là sử dụng rất là nhiều. Mã sản phẩm là A349. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu khá là nổi bật. Em này thì rất là dày dặn với mã sản phẩm là A350, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 51 và vai là 48cm, cũng là một sản phẩm áo size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm này, em này rất là đẹp với độ mới thì cực kỳ cao này. Mã sản phẩm là A350. Ngày hôm nay toàn bộ các sản phẩm sale đồng giá chỉ với 100k trên một sản phẩm bất kỳ, và các bác mua từ 2 sản phẩm trở lên còn được free ship trên toàn quốc. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo phông chất liệu cốt tông. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Superstar với tông màu ghi và có họa tiết hình in ở mặt trước của áo. Mã sản phẩm là A351, chiều dài là 75, ngang là 50 và vai là 47. Chiếc này thì cũng là size L. Mọi thông số thì nhà giày Dosi sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý anh chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể là lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Mình đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu nâu nhạt. Em này có mã là A352, chiều dài là 66 và sau là 71, ngang là 52 và vai là 52. Size của chiếc này thì cũng là size L này, mặt đằng trước là thiết kế hình in, đằng sau là trơn không có họa tiết. Em này thì cái vạt áo đằng sau nó sẽ dài hơn cái vạt đằng trước một chút, mặc lên cái form dáng nó cũng rất là trẻ trung. Mã sản phẩm là A352. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo thể thao. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Puma. Em này là một con áo dài tay, các bác có thể là sử dụng trong thời tiết thu đông này. Mã sản phẩm là A353, chiều dài là 64, ngang là 48 và vai là 49. Size của chiếc này thì sẽ là size M. Ở trước ngực áo mình cũng có một cái hình in logo của thương hiệu, tuy nhiên thì cái hình in này nó hơi mờ một chút. Nếu như mà quý chị chúng ta có thể là bỏ qua được cái khuyết điểm nho nhỏ của sản phẩm thì cũng có thể là lựa cho em này. Mình mặc trong cái thời tiết mùa thu đông nó hơi se lạnh một chút này, mã A353. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Đây cũng là một con áo dài tay luôn. Mã sản phẩm là A354, chiều dài là 70 và ngang là 49. Size của sản phẩm này sẽ là size M cho quý chị xung quanh từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Mà đằng trước có thiết kế hình in, còn mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo phông áo kiểu thể thao bóng chay. Bác nào mà thích những cái form dáng áo trẻ trung năng động thì có thể là lựa cho em này. Cái phối màu của sản phẩm nó cũng rất là đẹp luôn. Chủ đạo thì nó sẽ là cái tông màu xanh nước biển. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Under Armour. Mình có logo được in trước ngực áo này. Bên trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu. Chất liệu của sản phẩm cũng là chất vải thể thao. Em này độ mới thì rất là cao. Mã A355, chiều dài là 71 và sau là 72 và ngang là 52. Chiếc này thì sẽ là size MO, quý chị xung quanh khoảng từ 60 đến 65kg thì yên tâm là vừa vặn thoải mái với cái sản phẩm này. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo
một quần áo thể thao đến từ thương hiệu Mizuno. Chúng ta có một cái logo cũng như là tên thương hiệu được thêu trước ngực áo này. Phần cổ áo thì sẽ là thiết kế cổ tim. Mã sản phẩm là A356 với chiều dài là 60, ngang là 52 và vai là 45. Chiếc này thì cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Thiết kế suông trơn đơn giản, rất là dễ mặc, dễ dùng. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một quần áo tông tối màu. Em này thì sẽ là phối hai màu đen và ghi. Mã sản phẩm là A357, chiều dài là 63 và ngang là 51, size của chiếc này cũng là size M luôn. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản có thể cân nhắc lựa chọn cho mình sản phẩm này. Chất thể thao dày dặn lên form dáng cũng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Nhưng con áo phông cổ tròn thì nó là những cái sản phẩm mà cực kỳ dễ mặc, dễ dùng này. Ai cũng nên có cho mình một vài cái sản phẩm trong tủ đồ. Tiếp theo thì chúng ta đến với một con áo phông tông màu trắng với mã sản phẩm là A358, chiều dài là 62, ngang là 50 và vai là 46. Chiếc này thì size S này, quý chị chúng ta từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn em này. Chất liệu là chất vải cốt tông dày dặn lên form dáng cũng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo chuyên biển nữa. Để cho các bác chúng ta coi tag mark để mình yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Mã sản phẩm là A359, chiều dài là 72, ngang là 46 và vai là 47. Chiếc này thì cũng là size M. Quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc size M hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65kg thì yên tâm lựa chọn cho mình sản phẩm này. Thiết kế suông trơn đơn giản, cũng không có quá nhiều họa tiết ở bên trên, nên đây sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ dễ để các bác chúng ta phối đồ luôn. Mã là A359, chất vải cốt tông. Tiếp theo này, mình đến với một con áo tông màu ghi. Em này có mã là A360, chiều dài là 67 và ngang là 54, cũng là một con áo phông size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chiếc này thì độ mới rất là cao. Mình cũng chỉ có một cái tên thương hiệu ở trước ngực áo thôi, còn đâu thì nó cũng là suông trơn đơn giản, nên là quý chị có thể lựa em này mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi. Và đằng sau của mình là thiết kế trơn này. Bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn mã A360. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo chất thể thao tông màu đen. Em này có một cái hình in trước ngực áo rất là đẹp, rất là nét luôn. Mã sản phẩm là A361, chiều dài là 65, ngang là 48 và vai là 44. Size của sản phẩm này thì cũng là size M. Đa số các mặt hàng ngày hôm nay thì chủ yếu là size M, size L thôi, nên là các bác cứ có cân nặng khoảng là từ 60 đến khoảng 70kg là các bác lựa được rất là nhiều các sản phẩm đẹp trong 10 like ngày hôm nay. Em này thì tông màu đen, cái tông màu truyền thống rồi, nên là quý chị cứ yên tâm là cực kỳ dễ để cho mình phối đồ này. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Converse, là một cái thương hiệu thời trang thể thao của Mỹ. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một thiết kế của thương hiệu Under Armour, cũng là một sản phẩm áo tông màu đen. Mã sản phẩm của em này sẽ là A362, chiều dài là 62, ngang là 50 và vai là 43. Size của chiếc này cũng là size M. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa cái thông số của sản phẩm, nhà sành đồ gì ghi vào phía bên tay trái màn hình để chúng ta nắm rõ hơn cái thông tin của sản phẩm. Thì quý chị có thể là lựa ra những cái chiếc áo nào mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Đó, hình in của em này cũng vẫn rất là sắc nét này. Mã sản phẩm là A362, chúng quý chị chúng ta lựa chọn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo với tông màu xanh nước biển, phối màu cũng rất là đẹp. Mã sản phẩm là A363, chiều dài là 64 và ngang là 49. Chiếc này thì sẽ là size M. Quý chị nào yêu thích các sản phẩm áo thể thao trẻ trung năng động thì có thể là lựa chọn cho mình chiếc này. Em này thì nó rất là thiết kế có cổ, là một thiết kế áo dáng áo polo. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này, một thiết kế áo phông tông màu đen. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm áo chất liệu dày dặn thì có thể là lựa ngay em này. Sản phẩm này các bác mặc trong cái thời tiết se se lạnh một chút thì nó rất là hợp này. Mã A364, chiều dài là 70 và ngang là 50. Size của em này thì sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Form dáng của mình là thiết kế form suông rộng rãi. Sản phẩm cũng không có quá nhiều họa tiết ở bên trên, mình chỉ có một cái túi vuông nhỏ ở trước ngực áo thôi. Và độ mới của em này thì cũng còn rất là cao. Mã A364. Tiếp theo này, mình đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này thì nó sẽ là một con áo phông cổ tim với chất liệu của mình 100% là chất vải cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã sản phẩm sẽ là A365, chiều dài là 63, ngang là 49 và vai là 40. Chiếc này thì cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Mà đằng trước đây thì sẽ là một cái thiết kế hình in, còn đằng sau của mình là thiết kế suông trơn đơn giản. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh. Chiếc này thì sẽ có mã là
A366, chiều dài là 72, ngang là 51 và vai là 45. Em này thì sẽ là size L này, các bác từ 65 đến 70kg, yêu thích tông màu xanh, những cái tông màu tươi sáng, trẻ trung một chút thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Các bác yên tâm là cái màu này mặc cũng rất là tôn da luôn. Chất liệu của mình là chất cốt tông thấm hút mồ hôi tốt. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này sẽ là một con áo của thương hiệu Converse. Tông màu của mình sẽ là tông màu đỏ cho quý chị nào yêu thích cái tông màu nổi bật có thể lựa chọn. Mã sản phẩm là A367, chiều dài là 64, ngang là 48 và vai là 44. Chiếc này là size M. Em này là form Á này nên là các bác chúng ta cân nhắc một chút về cái thông số của sản phẩm. Với sản phẩm này thì quý chị xung quanh khoảng là 55 đến 60kg thì mặc em này nó sẽ đẹp hơn. Chất liệu của mình sẽ là chất thể thao rất là mềm mịn thoáng mát. Với sản phẩm này các bác có thể là mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe chạy bộ. Mã sản phẩm là A367. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo chất thể thao luôn. Em này thiết kế rất là hay luôn. Đây cho các bác chúng ta coi cận chất cận màu của sản phẩm này. Toàn bộ các phần chi tiết ở đây nó sẽ là hình dán lên. Các bác cứ yên tâm là nó cực kỳ chắc chắn luôn. Mình không bao giờ lo bong chóc này. Mà đằng sau là thiết kế cái vải lỗ như này thì cực kỳ thoáng khí cho quý anh chị khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm. Mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao hay là mình đi đạp xe chạy bộ. Em này thì sẽ là một con quần chính của một con áo chính hãng của thương hiệu Asics, cũng là một cái thương hiệu thời trang thể thao rất là lớn của Nhật Bản. Mã sản phẩm là A368 với chiều dài là 68, ngang là 48 và vai là 44. Chiếc này thì sẽ là size M. Quý chị nào yêu thích cũng như vừa vặn với size M thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xin. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu tím. Em này là một sản phẩm áo form oversize của thương hiệu Clovia. Mã sản phẩm là A369, chiều dài là 75, ngang là 54 và vai là 46. Size của sản phẩm là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg có thể là yên tâm vừa vặn với sản phẩm. Độ mới của em này cũng rất là cao. Mình đến với sản phẩm tiếp theo này, một con áo thể thao tông màu trắng. Em này cũng là một sản phẩm của thương hiệu Asics luôn. Mã sản phẩm là A370, chiều dài là 65 và ngang là 45. Size của chiếc này thì sẽ là size S cho các bác xung quanh khoảng 55kg có thể là lựa chọn. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo cũng rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Một con áo chính hãng của thương hiệu Crocodile, một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Và cái tông màu của sản phẩm sẽ là cái tông màu xanh nước biển. Đây là cái tông màu vừa trẻ trung mà vừa dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là A371 với chiều dài là 66, ngang là 50 và vai là 42. Size của chiếc này cũng là size M cho các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Em này 100% là chất vải cotton. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những dòng sản phẩm của thương hiệu Crocodile thì nhanh tay chốt đơn em này, đảm bảo là sẽ không làm quý chị chúng ta thất vọng này. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này là một con áo chính hãng của thương hiệu Adidas, là một sản phẩm áo phối màu cũng rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm là A372, chiều dài là 63 và sau là 67, ngang là 48 và size của chiếc này cũng là size M. Quý chị nào yêu thích sản phẩm này của thương hiệu Adidas có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xin. Em này thì là một sản phẩm có độ mới rất là cao. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo suông trơn đơn giản với thiết kế cổ tim. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm là A373 với chiều dài là 70, ngang là 46 và vai là 46. Chiếc này thì cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Những cái dòng sản phẩm của Uniqlo thì bao giờ họ thiết kế cũng rất là tối giản, nó không chạy theo thời trang nhưng mà lại rất là chú trọng đến cái mặt chất liệu. Em này thì mặc rất là thoải mái luôn, thấm hút mồ hôi tốt này. Mã sản phẩm là A373. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo phông trắng đến từ thương hiệu Converse. Em này thì chất vải dày dặn này, mặt đằng sau sẽ là thiết kế hình in rất là bắt mắt. Mã sản phẩm là A374, chiều dài là 64, ngang là 54 và vai là 54. Size của chiếc này là size MO cho quý chị xung quanh từ 60 đến 65kg, mặc em này rất là đẹp. Những cái con áo phông trắng như này thì cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Các bạn có thể là phối chung với cả các sản phẩm quần jean, quần kaki hoặc là quần vải cũng rất là đẹp luôn. Em này thì độ mới cực kỳ cao, mã A374. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm áo họa tiết kẻ ngang. Em này là một sản phẩm của thương hiệu Ken. Mã sản phẩm là A375, chiều dài là 60, ngang là 55 và vai là 43. Chiếc này thì cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Bác nào bình thường vẫn mặc áo size M có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Đặc biệt là quý chị nào yêu thích cái họa tiết kẻ ngang hoặc là những cái sản phẩm mặc lên phong dáng trẻ trung năng động thì lựa em này sẽ là một cái sự lựa
lựa chọn rất là hợp lý luôn. Chất vải thì dày dặn mà độ mới lại rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông tối mọc, nó sẽ là một con áo tông màu xanh than, và cái chất liệu của sản phẩm sẽ là chất vải thể thao. Yên tâm là cái chất liệu này mặc rất là thích, độ bền cao, và thứ hai nữa là mình giặt giũ thoải mái, không lo áo bị nhăn hay là bị bay bị nhão. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo, mã sản phẩm là A376 với chiều dài là 65 và ngang là 51. Em này cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Suông trơn đơn giản, không có bất kỳ họa tiết gì bên trên. Tiếp theo này mình đến với một con áo phối màu đen và ghi. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo luôn, tên thương hiệu được in ở trước cổ áo. Mã sản phẩm là A377, chiều dài là 64 và ngang là 50. Em này thì cũng là size M. Bác nào yêu thích các sản phẩm của Uniqlo thì có thể là lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo chính hãng nữa của nhà Uniqlo này. Em này thì sẽ là tông màu xanh than, cũng đều là những cái tông tối mọc để cho quý anh chị có thể dễ dàng mình phối đồ với các cái sản phẩm khác nhau. Chất liệu thì sẽ là chất cốt tông, em này thì chất rất là dày dặn luôn. Mã sản phẩm là A378 với chiều dài là 66 và ngang là 54, size MO. Quý chị nào yêu thích các sản phẩm thiết kế tối giản basic để quý chị có thể là mặc hàng ngày cũng như là mặc đi ra ngoài đi chơi đi làm thì có thể lựa ngay chiếc này, đảm bảo với quý chị là các bác nhận hàng về rất là ưng ý sản phẩm với em này, độ mới cao mà chất vải thì lại rất là dày dặn. Tiếp theo này chúng ta đến với một con áo tông màu xanh than. Em này thì nó là chất cốt tông mềm mỏng, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Mã sản phẩm sẽ là A379, chiều dài là 64 và sau là 69, ngang là 49 và vai là 50. Chiếc này thì cũng là size M. Em này thì là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Spending. Tiếp theo này chúng ta đến với một con áo tông màu đen. Đây là một sản phẩm áo thể thao của thương hiệu Lacoste Sporting. Đây là một cái thương hiệu thời trang của Pháp. Mã sản phẩm sẽ là A380, chiều dài là 67, ngang là 41 và vai là 42. Em này size M. Về mặt form dáng thì chiếc này có cái độ ôm nhẹ nên là các bác nào chúng ta yêu thích cái form dáng gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý cho mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu đen nữa. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Fine Out, cũng là một sản phẩm áo chất thể thao. Mã sản phẩm là A381 với chiều dài là 67, ngang là 50 và vai là 43. Chiếc này cũng là size M. Form dáng của em này là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, chất liệu có độ co giãn 4 chiều. Các bác yên tâm là mặc em này siêu thoải mái cho mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo của thương hiệu Champion. Mình sẽ có một cái phần chữ Y ở mặt đằng trước, còn mặt đằng sau này thì sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản. Mã sản phẩm là A382, chiều dài là 65, ngang là 48 và vai là 44. Size của chiếc này cũng là size M. Em này thì cũng là một cái form dáng rất là vừa phải, không quá ôm cũng không quá rộng, rất là dễ mặc dễ dùng này. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo phông tông màu đen. Chất liệu của chiếc này thì nó sẽ là chất vải cốt tông. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nike. Mã sản phẩm là A383 với chiều dài là 67, ngang là 45 và vai là 42. Chiếc này thì cũng là size M luôn. Mọi thông số thì quý anh chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Mình cũng có một cái thiết kế hình in rất là sắc nét ở mặt đằng trước, còn đằng sau này thì sẽ là thiết kế trơn, không có bất kỳ họa tiết gì cả. Tiếp theo này chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này là một sản phẩm của nhà Asics với mã sản phẩm là A384, chiều dài là 68, ngang là 47 và vai là 40. Size của chiếc này cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Quý chị nào yêu thích cũng như vừa mặc với sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành của Sim. Đây rất là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống, và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.